Dạ, mến chào quý ông bà, cô chú và các anh chị nha. Ngày hôm nay Lực Tàng đang có mặt tại Đồng Nai, ngay nơi cái dãy phòng trọ của cụ bà mà có cái con trai bị tai nạn giao thông mà Lực Tàng đang quay trên clip đó cô chú anh chị. Thì thực sự là Lực Tàng đang kêu gọi trợ giúp và Lực Tàng chỉ muốn giúp đúng người, đúng nơi, đúng chỗ và không muốn là nó có một cái vấn đề gì nó bất trắc trục trặc nó xảy ra nha cô chú anh chị. Thì Lực Tàng ngày hôm nay xuống đây để xác minh một số cái vấn đề liên quan đến câu chuyện của bà cụ. Thực sự là bà cụ ở đây với con trai thực sự hay không? Rồi bà cụ có người thân ruột là gì hay không? Rồi cái chị hàng xóm kia liệu chừng có phải là con gái của bà cụ hay không? Thì có rất là nhiều nguồn tin họ đã nhắn tin cho Lực Tàng và nói rằng bà cụ đang giả dối, cũng như là chị hàng xóm đang giả dối để câu kết lường gạt nhau để dụ Lực Tàng vào cái bẫy để rồi họ trục lợi kiếm tiền nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay Lực Tàng sẽ xác minh làm rõ cái khu vực này để cho cô chú anh chị nắm bắt trực tiếp tại khu vực, gặp chú chủ trọ, gặp tất cả cô dì chú bác hàng xóm ở đây để coi thực sự cái câu chuyện này nó sẽ diễn biến như thế nào để cô chú anh chị nắm bắt nha. Bây giờ mời cô chú anh chị đi theo chân của Lực Tàng để chúng ta vào bên trong. Dạ rồi, con chào mấy cô mấy chú nhá. Mấy bà già đứng dạ. Đây làm gì nào? Cô là hàng xóm ở đây hả cô? Nhà tôi đây. Dạ, nhà cô đây ha. Ừ. Phòng trọ của bà cụ ở đây. Trọ là của cái ông này. Đây là chú chủ trọ hả chú ha? Đúng rồi. Rồi, để tao hỏi chú chủ trọ trước ha. Rồi, chú chủ trọ cho cháu hỏi là có phải là bà nội ở đây á với lại cậu con trai ở đây thì hai mẹ con ở đây không? Hay là còn một ai khác nữa không chú? Hai mẹ con ở đây hơn năm nay rồi. Hơn năm nay rồi ha. Ừ. Dạ thì con mấy con hai mẹ con nó nuôi mấy con chó, mấy cái bể cá mấy ngày nay nó tai nạn nên nó dạ. Đấy. Thì cháu đang nhận được một cái nguồn tin á là bà cụ với lại con trai á là ở đây á là không phải là ở một mình mà ở với chồng, ở với con gái, ở với này kia không. Ở đây con gái ở phòng bên đây này, em vào em nhìn đồ biết. Dạ. Đấy, có người khác là nhìn đồ biết. Dạ. Em vào trong phòng em nhìn đồ là em biết là người nó ở với ai thì mình phải xác định. Bây giờ là người ta nói thì mình vào trong phòng mình xem cái đồ, bỏ ba điện mình nhìn cái đồ của người lạ thì nó khác đồ của thằng dạ. Người nó khác. Dạ. Cô ở bên cạnh đây thì có thực sự những lời chú vừa nói đây là chính xác không cô? Đúng, thì có dạ. Hai mẹ con thôi. Hai mẹ con ha. Có bà già mới nó đi làm suốt ngày, nó về có mấy con chó kìa. Rồi, anh ở đó, anh ở đây thì có hiền không anh Hiếu á? Hiền, chịu khó làm. Dạ, chịu khó làm ăn ha. Không nhậu nhẹt gì cả. Không hiền nó chịu khó, nó không nhậu nhẹt gì cả. Không nhậu nhẹt. Nó ngoan nó chứ đâu mà. Nó không cãi nhau với ai, nó không nhậu nhẹt gì. Dạ. Nó ngoan, nó hiền đi làm suốt ngày về xong chăm mấy con chó kìa. Là chỉ có chăm mấy con chó rồi không nhậu nhẹt quá phách chơi bời gì ha? Không. Dạ. Nó vừa ra đi ngủ à, xong có mấy con chó trong nhà đấy hãi quản đấy, hả? Dạ. Còn không? Ba con chó đấy. Dạ, thì chú trọ là trong cái thời gian mà anh ở đây thì có gây xích mích hay thù hằn hay gì không? Nó chả có cãi lộn mà ai rồi đi làm về cho về rồi. Nó chả có cãi lộn mà ai bất cứ gì cả. Nó hiền lắm mà nó làm. Nó nuôi con chó để cho nó vui thôi. Dạ. Chứ còn thì vợ con nó chả thấy đâu cả, hơn năm nay đâu thấy vợ con ở đâu, thì thấy nó mới vào bà cụ thôi. Rồi chú có thấy một người đàn ông nào lớn tuổi mà hay đến không. Nhà bà cụ không? Không, cụ đấy là chuyện của bà cụ, đấy đấy mà không là chuyện của bà cụ. Nhưng mà bà cụ, chú có nhìn thấy không á? Không, chú chưa không nhìn thấy. Không. Chú chả nhìn thấy, cái tuổi này bảy mấy rồi con này. Người ta gì nữa. Người anh đây còn đăng ký tạm vắng tạm chú đàng hoàng. Dạ. Chứ đâu có phải là đăng ký thế nào bà khai thế nào. Công an người ta xét làm sao. Dạ. Chứ có đâu có phải là cứ ở mà ở đâu. Dạ. Đấy, chứ ở đây thì thế này nó ngoan hiền với bà đấy, nó có cãi lộn với ai đâu. Chỉ đi làm cái phụ hồ thì buổi được buổi cãi suốt từ đầu dịch giờ nó nghỉ chơi nhiều. Dạ. Bây giờ tiền nhà tiền cửa nhiều khi anh bảo thôi mày cứ ở đi. Hơn năm nay nó mới chắc chắn nó đưa được mấy tháng tiền nhà, còn năm nay nó đưa đâu. Dạ bà, bà thiếu lại tiền nhà hả? Dạ. Ở đây chứ mà có được. Dạ. Nó thiếu hôm nọ nó còn cho nó mượn tiền, nó bảo là hả cô không có cháu cho cháu mượn mấy trăm tiền để cho đi mua thuốc. Dạ. Dạ. Ừ, đây là cô cho mượn này. Cô là vợ của chú chủ nhà luôn hả? Đúng rồi. Đây cũng là bà chủ nhà đây cô chú. Tức là hai cô chú anh alo là ra. Là thấy tự dưng là thấy ầm ầm xuống đây, đi xuống đây xem là tình hình làm sao thì ở đây thì cứ thấy to tiếng là xuống là phải dạ. Xuống xem làm đúng sao rồi, mình phải quản lý thì đó cho nên là đâu thấy gì đâu, nên là cho nó mượn mấy trăm để đi mua thuốc. Cái bảo là mấy bữa này thì cháu chẳng có đi làm được, cho cháu mượn mấy trăm để đi mua thuốc. Dạ. Ừ thế đây cho mày đi mượn đây thì
để cho cháu khỏe, cháu đi làm rồi cháu về cháu trả tiền phòng trò phòng cho cô thì nó thì cho nó mượn thôi chứ có gì đâu, thì vẫn cho nó mượn, cứ cho mượn xong rồi nó có thì nó lại trả. Yeah. Chứ cũng không phải là gì hết. Thì thường thường thấy nó hiền lành như thôi thì nhiều khi nó thiếu nó không có ăn cho rất khỏe, cô cho cháu mượn mấy trăm thì cho nó mượn mấy trăm xong nó lại về nó lại trả. Về anh Nhíu ở đây có bệnh tật ốm đau gì không cô? Có thì có đi đâu đâu. Mẹ anh đâu có đi đâu, suốt ở nhà cứ dọn phòng cảm giác thấy tội nghiệp. Bởi vậy cho nên là hả nó cứ bảo là cho nó mượn mấy trăm để đi mua thuốc mới lại đôi khi là không có ăn nữa, lại cứ cho nó mượn mấy trăm để đi làm về thì nó lại trả được, cái là nó là như vậy, không không có nhưng mà đàng hoàng lắm, cứ đi làm về nó có lại trả thì không thì mình cứ thấy nó hiền lành như vậy thì mình cũng cho nó mượn thôi. Ở trên này nuôi cá không mà nói gì. Rồi ở đây là tất cả các cô hàng xóm ở đây nè, chị cũng xác nhận là những lời vừa rồi là của cô chú ở đây là chính xác đúng không chị? Đúng rồi em, ở đây bà cụ với lại cái em trai này sống tội nghiệp lắm. Nhiều lúc bên nhà chị có miếng gì ăn gì cũng mang qua cho bà. Rồi bà cứ lủi thủi ở nhà vậy đó. Rồi xong cái cậu em trai của cũng hiền lành dễ thương lắm, ngoan. Nói chung là có hôm bữa cậu ấy bị trúng gió đau mình quá mà còn đau tại chị làm bên bấm huyệt mà thấy cậu có muốn làm mà cậu cũng không có tiền. Thế chị nói thôi hôm nào em cứ làm đi mà nó ngại nó không dám làm. Nói chung là ở nhà này hoàn cảnh rất là tồi. Dạ. Rồi từ cái ngày mà anh ấy bị bệnh như vậy rồi các cô chú anh chị chắc cũng gom góp rồi cũng có gửi được đồng nào để trợ giúp cho em không? Nói chung là ở đây thì toàn phòng trọ cũng chẳng có thì có chị vay mượn cho vay mượn thì có. Dạ. Tức là cũng có cho vay đồ này kia ha. Đó, là trợ giúp cho cái tiền phòng trọ đồ này kia thế chứ cũng không có đủ số tiền lớn ha. Thiếu thì chứ còn lấy đâu ra? Có ở đây phòng trọ mà lấy đâu ra có giờ mà chị có cho vay cho mượn thì được cái là thằng này nó hiền lành thì cứ vay mượn xong lại trả đi làm. Không có thì lại trả. Về là nó ở trong nhà luôn. Thấy ngồi đây nè, đây. Dạ. Sao nó không có nói động phạm, thứ hai là ai làm gì làm, nó không có ấy đâu. Dạ. Có gì ăn nấy chứ không có đòi hỏi hay là những cái cách nào hay là đu đòi như người ta. Rồi bởi đùng ra cái nghe nói vậy cũng nói thằng này chắc nó không biết sao á. Rồi tới chừng nghe đùng ra vậy mổ nó thôi chứ nói nghe nó đều đều đi mổ thôi mà nó la làng, nó xuống nó đau đầu, đau cổ. Này kia nói chung ở đây thì cũng nhân nhà trọ không à, ai cũng đi làm mướn hết trơn á. Chứ đâu có phải có tiền như người khác thì cũng giúp đỡ cho nó cái dạng như mà ngoại nè. Nó cũng ăn uống như sớm là này có gì cho nó ăn đó. Nó ăn cũng không nói gì hết. Nó bị té làm sao nó mất cà mày sao nó chảy cái răng nó mới sao nó mượn nó bảo cô cho cháu mượn mấy trăm để cho đi cho mua thuốc thì sao bị gãy mấy cái răng đâu nữa. Bữa đó là đó. Cô hỏi tiền nhà trọ nó cô nói có đi làm không, nói chắc ngày nay con phải đi làm để người ta gọi quá với con đi làm thì cô rồi. Biểu nó là cô kêu nó là xin nghỉ vài bữa đi mày bệnh mà mày đó, đi làm đó. Cái gì nó nói chứ tự gì cô hỏi tiền nhà trọ thì nó phải đi làm thôi, nó nói với tôi là cô sáu cô hỏi tiền nhà trọ nó lại bảo cháu cái răng cháu bị gãy này thôi vậy thôi thì thôi cho mày mượn mấy trăm thì nó sang nó qua nó mượn thì cho rồi. Nó mượn mấy trăm để cho cháu đi cháu làm rồi kêu cô kêu là mua gừng với cua đồng giả cho nó uống tan nó bầm này trong tủ lạnh còn mấy số nè đúng rồi xong người sáu thấy nó bảo là không có tiền mà mua thuốc em một ngày nó làm mà không làm được em bảo là làm một tuần một ngày được 300 tờ rồi cho cái nó ở nhà cả tuần nó độc cũng hỗn hỗn với đau lấy tiền đâu mà mua thuốc dạ. Cảm mà còn khó chứ chưa nói là gì nó khổ tội nghiệp em nhìn cái xác thằng này nó tội nghiệp lắm không mà thằng bạn ấy cũng chậm nó chậm yếu đi tàu hồ trả được người ta giả 300 nó giả được 200 mấy xong đi làm một ngày thì nghỉ cả tuần nhanh nhẹn như người ta đúng nhanh nhẹn nó tội nghiệp lắm. Dạ. Bởi vậy cho nên là thì em nói là sao cho nhờ cộng đồng mạng rồi giúp nó cho nó chữa cái bệnh cho nó khỏi thì nó về thì nó lại đi làm là hai mẹ con rủ rúm ở với nhau cho nó sống nó qua ngày tí đời còn lại. Bà to chứ bà bệnh lắm yếu lắm. Cái này thuốc mang suốt này. Càng to lấy thuốc từ tiền không đây. Là bị béo phì bệnh. Chứ bây giờ mà bảo có tiền mà đau xương khớp này lấy tiền đâu ra mà mua? Đọc lấy thuốc ở bệnh viện thanh tâm lấy tiền thuốc từ tiền không à? Để chữa bao giờ mà khỏi được? Dạ. Nhiều khi thấy hai bà hai mẹ con thấy cũng tội nghiệp. Em cố gắng bảo cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình bà cụ đến với em một tí cho nó mổ xẻ cho nó hoàn thiện cho nó một tí. Rồi thì về. Cháu cũng nói với tất cả các cô các chú ở đây nè, cháu là kênh YouTube Thiện Nguyện. Cháu thì đi kêu gọi cháu trợ giúp rất là nhiều hoàn cảnh, mà trợ giúp là trợ giúp tới nơi. Nhưng mà thực sự hoàn cảnh phải là chính xác. Nói chung là không có cái dấu hiệu mập mờ trong đây thì cháu mới ra tay được. Còn nếu như mà
mập mờ, cháu kể cả cháu có kêu gọi được bao nhiêu tiền thì cháu cũng không xuất một đồng đâu. Cháu nói thẳng luôn, căn trước khi cháu gặp bà cụ. Biết làm sao không, mình nhìn thực tế, nhìn nhìn nó là biết rồi, là nó còn là con người nanh nẹn hay là nó là con người hiền lành. Em phải xác định cái phòng này em thấy nó ở với bà cụ ở đấy chống lấy nó tội nghiệp chứ. Dạ. Đây phòng khai khác người ta sang trọng, nó cái nhưng đây có bà cụ với nó ở, nó có điều kiện, nó đến đâu ra, ăn còn chẳng có, nó đến đâu ra. Sắm sửa ăn còn có nữa. Thảo này nhiều khi bà cũng đi lụm dây chai đó, gom dây chai hỏi ổng. Nửa đêm đi chị đi làm về nó cũng lại nó đang chị ngồi đó, nó hỏi chị ơi có sữa không cho em xin miếng em quậy uống, bị đau quá đâu có ăn uống gì được. Yeah. Rồi trong cộng còn được miếng sữa bò cũng đưa cho nó uống, thấy gì cũng đưa lấy cái chén đúng múc đưa cho nó uống, về nó quậy uống nó, ai cho gì ăn lấy, không bao giờ chê khen nó là cái gì hết trơn, nó hiền lắm. Nói chung là theo như cái lời nói của tất cả các cô chú ở đây thì chính xác một điều rằng là anh ấy là một người rất là ngoan hiền, được tất cả cô dì chú bác ở đây là rất là yêu thương. Không có bao giờ đâu mà mẹ nói mà cãi lợi hay cái gì đâu. Bây giờ thế này này, em không xác định được nhá, em cứ ra ngoài phường công an khu vực đây, nó ở đây hơn một năm rồi, ở đây chưa bao giờ có một tiếng đó là nó cãi cổ với ai. Hoặc lầy lọ nào kia bất cứ là đây mình thấy là rất là lễ phép là không xuống thôi, chứ còn cũng không phải là bảo là phải biết là xuống đâu. Tại vì là cháu đã nhận được những cái tin nhắn của những cái người lạ mặt, người ta có gửi đến là nói rằng là cụ bà đang lường gạt lực tàng, cho nên là lực tàng phải xuống để xác minh rõ ràng. Trời ơi, bà sống em chích chót lại, em đưa cái số điện thoại cái này bỏ anh chích chót lại. Nhưng mà biết làm sao không, nhiều khi em có số được người, người ta thấy mình khổ sở. Đang hẹn con để tí nữa ra bệnh viện gặp đối chất kìa. Người ta thấy khổ sở thì người ta nói gặp vậy chứ. Còn ở đây thì nói ra bệnh viện ra làm thì có ông em ra cũng nhìn thấy cảnh thực sự luôn, em chỉ nó còn không, cháu thì cháu mới quay bà cụ 3-4 clip rồi mà cháu liên tục 3 ngày nay là có mặt ở bệnh viện Đồng Nai để cháu kêu gọi. Nhưng mà ngày hôm nay cháu nghe cái thông tin thì đêm qua cháu ngủ không được. Sáng nay cháu phải đến sớm để cháu xác minh sự thật coi như thế nào. Mình chỉ nói về giờ mình hỏi xung quanh hàng xóm, nếu người ta xích mích không bao giờ người ta nói, người ta nói, đúng rồi. Nói cho chăng nữa người ta nói nước đôi. Ừ thì thằng đấy nó thế nó cũng nó, người ta cũng ngập ngừng đúng không? Và đây đến hàng xung quanh hàng xóm nói đến nơi mà bất đương là tới chứ không phải bảo là thế nọ, bảo là có sự chuẩn bị hay thế này thế khác thì dạ, đúng không? Rồi. Đây là cháu mình, đến bất ngờ. Đây thì mình đây là mình từ từ mình thấy tự dưng nhìn xuống dưới này thì thấy tiếng ầm ầm lên thì mọi thì lại cứ xuống xem là xem làm sao thôi chứ đâu. Em trực tiếp thực sự em nhìn nó nằm ở viện, em nhìn cái cảnh nó mới thảm hại. Dạ. Nó anh nói thật, anh là chủ nhà trọ ta thật, nhiều khi nó bảo cho tháng này cháu có tiền thôi, ừ được mày cứ ở đi, cứ đi làm tốt là được, đừng quậy phá là tốt rồi. Dạ. Thế là nó ngoan hiền lắm chứ còn như những người khác anh bêu che nó sao được, mà còn thiết em ra ngoài phường em hỏi công an khu vực thì nó biết. Làm sao mà bao che được cái công an? Không phải bây giờ nói chân cùng nó không có thể là nói được gì. Chị nói cho em nghe là nếu khi mà cái thằng đó nó nói con nói như là bà già này đi lường gạt cái kiểu cách nào đó là kiếm tiền ăn thì ở đây á chắc bao nhiêu người xóm làng đây chắc cũng ghét quả, ta cũng nói chứ còn đây nó cứ hỏi đi, cứ hỏi hết xóm nữa. Cái tuổi này đi còn nó hỏi này đâu mà lường gạt người ta? Lường gạt cái gì? Lường gạt gì? Đi một trả lời này cái tuổi này. Bây giờ mà đứng lên mắt người đỏ rồi nói chứ giờ mà những người gạt ăn người ta nói như vậy thì mình còn nói hồi sáng ông già đồ đưa kiếm cho ăn rồi đi vô nhà thương kiếm chuyện kiếm vô nhà thương rồi đi ra về. Là họ còn nói rằng là cụ bà có con gái có chồng. À, là cứ vô bệnh viện rồi ăn rồi nằm ở ban ngày thôi, còn ban đêm là kéo nhau về nhà đây để ngủ, còn ban ngày thì lại vô đó rồi vứt cháo vứt đồ không chăm nom cho anh ở trên đó. Không có đâu, chứ nói gì mà tội nghiệp quá ấy. Phải đi xe ôm. Trời ơi, đây không có xe còn mà nằm lúc còn xe ôm. Người này đó kia rồi bị đuổi việc luôn rồi kìa. Dạ. Rồi thì cái chị hàng xóm kia là tí nữa con sẽ xác minh luôn để cho còn xóm đối chất ở đây là thực sự là chị ấy là người hàng xóm hay là như lời của cái anh kia anh nói là con gái của cụ bà, nó là con gái ruột, nó là con gái ruột. Người hàng xóm thôi. Anh ở đây là có thế hơn một năm nay, một năm rưỡi rồi. Bây giờ chị giới thiệu em nghe chỉ có cụ bà này mới thằng em thôi. Còn anh chưa thấy con gái của bà rồi. Mà trong giấy khai sinh, trong cái giấy kê khai của anh cũng có là người thứ ba. Chỉ có mỗi cụ bà là mấy thằng em thôi. Dạ, là không có người thứ ba ha. Không có người thứ ba, anh chưa thấy. Dạ. Không có. Nói bây giờ mình phải nói làm sao chứ, bây giờ chỉ có ở phòng trọ này, tôi nói thực sự bây giờ chỉ cần đi làm về đêm mà quậy mà tiếng động là mình cũng không thể chấp nhận, mình cũng phải mời người ta đi.
Chứ bây giờ xung quanh hàng xóm người ta còn đi làm chứ. Người ta đi làm thì người ta mới có sức khỏe, người ta đi làm đấy chứ. Mà bây giờ cứ quậy đêm thì làm sao mà gì được. Đã đi đêm là không bao giờ chấp nhận được rồi. Còn bây giờ cứ mà cứ ầm ầm là tôi sẽ mời người ta đi chứ không bao giờ ta để. Tự vì là mình sống mình phải... Đâu phải mình lấy đồng tiền trọ của người ta là mình lấy được đâu. Mình cũng phải bảo quản với người ta là giữa đây hai bên người ta cùng ngủ. Không, cái này là nó thực tế thì... Chứ mà mình nói là đêm đến về đây thì không có được. Trong cái cảnh như thằng Hiếu là thằng... Mấy đêm nay thì cô chú có thấy là bà cụ về đây không? Thì thỉnh thoảng cái bà về, về bà ha? Dập xuống có cái bà về. Về lấy đồ, về đồ, về đồ. Tắm rồi giặt quần áo cho nó, đồ gì đó. Chứ là không bao giờ không bao giờ đâu về. Là chị thấy là bà cụ về đây là ai chở về? Có cái ông cụ nào ông xe ôm mà tôi trên đường cũng có ông thỉnh thoảng trở về hôm thì lách cách đi bộ anh thấy nhiều hôm mà đi bộ về từ bệnh viện hôm nay về là có một ông nhưng mà ông làm xe ôm ở đầu đường nên mình thấy mình biết ha ông ve chai ngay đầu đường ấy ra nó có cái xe Jeep lách cách đấy rồi nhiều khi ông chở chắc ông chở ông trả lấy tiền đâu chở cụ bà là chắc ông chở ông trả lấy tiền rồi cụ bà có một men gì với cái ông xe ôm đó không không đúng không đây một men đi già đi không có nổi nữa hôm nay nghe vậy bà buồn bà thất thần luôn á có ăn ơi cái này đi qua đây nè hỉ bà kêu ráng ăn đi ra rồi chị ơi là đeo đi cặp con mấy ngày nay rồi tôi không có ăn cơm nước gì chứ thiệt luôn á con mình bị mình đau lòng mà bây giờ cầu cứu để mổ cho nó mổ xẻ cho nó hoàn tất bây giờ ai kẻ nào mà đâm chọt tới đâm chọt lui tôi giờ từ tối giờ nghe vậy là tôi cũng hồn luôn thôi để cứu cái bạn ấy sống đi kiểu như là cho nó đỡ giờ nhờ lối xóm ở đây giờ biết cái gì thì nói cái đó tôi không có ông nào mà vô đây nhà thì có chút thiếu gì có hai mẹ con tôi tuổi mà nói ông nào có hai ông chó nói như tội nghiệp quá nó nói ông nào tới chả có ông nào tới em tới ông nhìn phải có giày có giớ có các chưa bây giờ mà tôi bước ra ngõ này có ngồi trước thì có mấy bà già rồi ngồi nói vài ba câu cũng vô phòng lại chứ đâu có đi đâu con giờ đầu trên xuống dưới tôi không biết ai chứ trời giờ hỏi giờ xóm này người tên gì cũng chẳng biết xóm trên người tên gì cũng chẳng biết mà hỏi mấy người đó có biết bà này không mấy người cũng không biết nữa chúng ta có đi đâu đâu mà biết cứ nhờ cộng đồng mạng này nhờ em đi nói gì đâu mà ác đức dễ sợ thì bây giờ mình đang rồi bà nội cứ bình tĩnh cháu thì cháu làm truyền thông cho nên là tất cả mọi thứ mà nếu như mà mình xuống thật thì là nó sẽ thật thôi và sẽ được trợ giúp thôi thì cháu nói rồi gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi là người nào mà gặp gọi như là gieo quả báo cho người khác thì gặt quả báo thôi thì bà nói cái tâm của bà làm sao thì bà nói y như vậy bà nói bằng sự thật mà bây giờ bà chẳng quen biết với ai mà giờ đâm chọt cho trong cái kinh này là con không bị tai nạn cái đau lòng lắm rồi giờ tôi nói thiệt chứ sao nghe mà nó đau nó ôm đầu nó đau bữa đó tôi nói thiệt cái mà giờ kêu gọi mà không ai giúp đỡ cho nó tôi nói nó đòi chết cái nói giờ mày chết thì tao cũng chết theo mày luôn chứ giờ tao sống ai nuôi tao giờ nó đòi chết hoài đó bắt đầu bán cùng rồi nó thấy bắt đầu ai muốn thẳng đâu ai nó kêu nó thấy tội nghiệp nó giờ kêu gọi được người giúp đỡ rồi người này chọt cái kia chọt thôi kệ bà nội cứ bình tĩnh cháu đã nói với bà nội ngày hôm qua rồi tất cả mọi thứ là cháu sẽ lo hết riêng con của bà cụ là cháu đã cứu bằng được ha đó, có người đang hỗ trợ cho mình cả toàn thế giới đang hướng về con của bà cho nên họ không để cho con của bà bị này kia đâu mà cháu đã nói là cháu thực hiện bởi vì bà mới nói là tụi con xuống đây xác minh cho bà đi đâu đó rõ ràng đi để cứu con bà cũng nói con xác xuống đây xác minh đi nếu mà bà dối cháu thì bà làm sao bà kêu tụi con xuống đây xác minh được mà gọi tụi con xuống đây xác minh đi để cho biết sự thật là bà có chồng hay không bà ở với ai hay không con và mấy đứa mà kêu con hoài xuống đi xác minh rõ ràng cho bà đi chứ bởi chi mà bà dối cháu thì bà nói thôi tụi con đừng có xuống đây chi mà bà kêu con xuống đây xác minh là con biết rồi đấy được rồi nói vậy thôi chứ đừng có khóc nhiều quá mà lại ngất xỉu là bây giờ mới sáng này về giặt ba cái đồ có mấy bộ đồ à bà nội cứ yên tâm con nói nè bà nội thật con sẽ giúp thật bà nội không có phải gì phải lo hết nếu bà nội mà
có vấn đề gì thì bà nội mới lo, chứ bà nội sống thật thì bà nội chả việc gì phải lo cả. Mấy bộ đồ mặc tới mặc lui dơ về đây tôi lo giặt đồ, lo mấy chó nỉa, hỏi bà này coi chó nỉa tôi lum la tôi mới dọn. Đây là hàng xóm ở đây là không có phải sắp đặt gì đâu mà người ta thấy là người ta cũng qua để người ta nói hỗ trợ đây cô chú anh chị nha. Đây là cô chú chủ nhà và đây là chị hàng xóm. Cô đây chưa nói đúng không? Giờ cô nói đi. Là tình hình là như thế nào? Cô biết nói thì bây giờ thôi thì cháu nó như thế rồi thì cũng chỉ có hai mẹ con thôi thì cũng nhờ tất cả cộng đồng mạng để giúp đỡ cho cháu cho nó khỏi bệnh. Các cô ở đây là có xác nhận là cái chị kia chỉ là hàng xóm thôi, không phải là con ruột của bà đâu cô. Đúng rồi, bà đấy bà. Tôi thì tôi cũng ở đây. Tôi thì ở đây với bà này thôi chứ tôi cũng không biết là cái cô đấy dạ, là cô như nào. Cô này biết đúng không? Dạ cô. Mình biết thì cổ ở bên đó nhưng mà mình cũng ít khi nào nói chuyện với cổ lắm, tại vì mình cũng không có đại khái là cũng không có tiếp xúc nhiều, nhưng mà đại khái là chị em cứ qua lại thì thấy mặt nhau thì chào hỏi vậy. Dạ. Nhưng mà thấy cổ cũng hay chạy qua đây chơi, chạy qua chạy lại mà dạ. Chính chính hàng xóm thì cũng phải có khi đi đi lại. Chú xác nhận là chị đó là chỉ là hàng xóm thôi chứ chị không phải ở cái phòng dãy hàng cho ở bên cạnh hàng xóm. Thì thấy bà cụ này thỉnh thoảng có mang đồ ăn cho cụ bà này thôi, chứ còn chị cũng chả là bà con thân thiết gì đâu. Tôi thấy là hơn một năm nay tôi đã ký tạm vắng thằng chú. Chỉ có mỗi bà này mới thằng em ấy thôi. Còn nó hàng xóm này nhiều khi nó bê cơm bê nước răng cho cụ bà thôi, chứ còn cũng chẳng phải là người thân ruột thịt gì đâu. Được rồi, thì bây giờ như thế này nè, những cái lời nói của cô chú anh chị ở trong giải phòng trọ đây cộng với đó là cái gọi như là đau xót của cụ bà thì cô chú cũng đã nắm bắt được trong clip này rồi ha. Thì Lực Tàng muốn xác minh không phải là để đi điều tra hay là làm bất cứ một cái gì. Tiền Lực Tàng đã cầm và cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền về là mồ hôi công sức. Cho nên là mình phải rất là minh bạch, rõ ràng mọi thứ. Khi ai mà có cái vấn đề gì mà muốn hỏi, mà muốn Lực Tàng làm rõ, Lực Tàng sẽ xác minh tại khu vực trực tiếp. Thì trong cái clip này Lực Tàng làm rõ cái vấn đề về cô hàng xóm, về bà nội ở đây ha. Thì cũng hẹn tất cả cô dì chú bác trong cái clip tiếp theo Lực Tàng sẽ gọi chị hàng xóm qua đây đối chất với bà cụ và đối chất với tất cả cô chú anh chị đây. Rồi sau đó Lực Tàng sẽ quay cái căn phòng trọ của bà xem liệu chừng có hai con chó hay là những cái gì mà bà cụ nói trước đó nó có chính xác hay không nha cô chú anh chị nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau ạ. Em vào mở cửa đây mà coi này.